Quỳnh Anh xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay lại kênh của Quỳnh Anh. Quỳnh Anh chúc mọi người nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nhé. Hôm nay gia đình của Quỳnh Anh có đi lên thành phố Seattle, một khu của người Việt để mà mình để đi ăn. Thì Quỳnh Anh có đi ngang qua cái công viên này, công viên có tên là Kerry. Công viên này thì không có lớn, rất nhỏ thôi, nhưng mà mọi người họ ngồi đây thì họ có thể ngắm được phong cảnh của toàn thành phố Seattle, cũng như mọi người nhìn từ phía xa mọi người có thể thấy luôn biểu tượng của thành phố Seattle, đó là Space Needle. Mọi người ơi, khu này á thì Quỳnh Anh sẽ đưa mọi người đi xuống bên phía dưới ở xa xa kia, thì mọi người sẽ được thấy những ngôi nhà triệu đô ở đây. Thì Quỳnh Anh không biết rằng là những ngôi nhà này có đáng với cái đồng tiền họ bỏ ra hay không, nhưng Quỳnh Anh thiết nghĩ rằng nếu như họ sống gần biển hay là gần bờ hồ và có cái cảnh view đẹp như thế này thì rất đáng với đồng tiền ha. Quỳnh Anh ước rằng trong một tương lai xa, Quỳnh Anh có thể mua được căn nhà như vậy, nhưng mà đó chỉ là ước mơ thôi. Mọi người biết không, ở Việt Nam mình á, thì người Việt Nam mình ở thành phố, mà ở thành phố thì rất là mắc, đúng không? Nhà rất là mắc, nhưng mà ở Mỹ á, người ta lại thích ngược lại, họ thích ở gần biển nè, với gần núi. Những căn nhà mà ở gần biển với gần núi rất là mắc mọi người. Quỳnh Anh nghĩ cả đời này mình cũng không mua được nữa, rất là nhiều tiền. Quỳnh Anh sẽ xuống quay cảnh những căn nhà đó cho mọi người xem nha, để mọi người có nhận xét rằng là những căn nhà này có đáng với đồng tiền đó không. Nhưng Quỳnh Anh nghĩ rằng rất đáng, tại vì có một cái view rất là đẹp nè. Rồi mùa hè mình có thể xuống đây nè, có thuyền mình đi dạo một vòng là thấy là cũng thích rồi. Mọi người hãy theo chân của gia đình Quỳnh Anh nhé. Mấy mẹ này ở nhà triệu đô không ạ? Dạ, mọi người thấy sao? Căn nhà ở đây có đẹp không? Quỳnh Anh thì rất là thấy thích rồi. Mọi người biết Quỳnh Anh thích hoa đúng không? Nên là nhìn vào cái ấn tượng đầu tiên mà nhìn vào căn nhà nào mà có cái vườn hoa phía trước là Quỳnh Anh thấy cảm tình liền. Với lại cái cách họ trang trí phía trước là mình thích rồi. Ở đây á, Quỳnh Anh thấy cái điểm là mỗi căn nhà có một cái phong cách riêng, không có căn nhà nào giống căn nhà nào hết. Có căn thì họ để cái hồ bơi trước nhà, có căn thì họ design ở phía sau nhà, và có căn thì mỗi căn theo một cái phong cách riêng, theo sở thích của từng chủ nhân của cái căn nhà đó, nên là Quỳnh Anh thấy nó hay hơn là khi mà nhìn nguyên hàng loạt căn nhà thì đều giống nhau đúng không? Nếu như những căn nhà ở khu khác thì đôi khi là nhìn vô là mình thấy họ xây theo cùng một cái công ty đó, họ xây hầu như là nhà giống nhau, nhưng mà ở đây đặc biệt là mỗi căn nhà khác nhau, họ thiết kế không có giống nhau.
Quỳnh Anh cũng thường đi vacation với bạn bè ở Cali. Thì bạn của Quỳnh Anh á, thì hay đặt trước, giống như mình đặt trước căn nhà để mình cho cái chuyến đi sắp tới của mình. Thì ở những căn nhà nó cũng bự, rộng, đẹp, nhưng mà Quỳnh Anh lại không có thích cái cách trang trí của họ hay là cái cách thiết kế của họ. Nhưng mà nhìn chung thì cũng là biệt thự mà không có đẹp bằng những căn nhà này đâu. Tại vì căn nhà mà mình dùng để ở nó sẽ khác với căn nhà mình dùng cho thuê, đúng không? Nên là Quỳnh Anh, chắc Quỳnh Anh nghĩ là cái thiết kế của mấy căn nhà mà Quỳnh Anh đi đó thì người ta thiết kế lâu lắm rồi, còn căn nhà ở đây có vẻ như hiện đại hơn. Nếu mà những căn nhà như là mấy nghệ sĩ nổi tiếng rồi đó thì họ có nhiều tiền đó, thì họ thiết kế những cái phong cách theo nhiều nước mà nó hiện đại và đẹp hơn. Họ để họ ở, tại vì họ có nhiều tiền thì họ không có cần để cho thuê. Nhưng mà có nhiều người họ kinh doanh thì họ dùng những căn nhà biệt thự đó cho thuê, nhưng mà đa số thì nó không có được đẹp giống như căn nhà, giống như để cho người ta ở như thế này. Tháng 8 này gia đình của Quỳnh Anh có một chuyến đi camping cùng với gia đình của mấy anh chị bạn. Thì Quỳnh Anh mong rằng mọi người sẽ ủng hộ Quỳnh Anh, hãy đón xem kênh của Quỳnh Anh để mà xem video này. Anh chị bạn đã mướn căn nhà trước rồi. Thì Quỳnh Anh nghe nói mỗi lần mà gần tới dịp lễ, nếu mình muốn mướn căn nhà đó rất là khó, nhất là những căn nhà mà gần ngay bờ hồ, bờ biển thì rất là khó mướn và giá rất là cao. Đôi khi phải đặt trước cả năm, mướn trước cả năm thì mới có. Tại vì mọi người biết không, dịp hè là những dịp mà người Mỹ họ đi chơi nhiều nhất trong năm. Và họ gần cái lễ là rất là đông người mướn. Nên là thành ra nếu như mình không đặt chỗ trước á, thì tới những ngày cận ngày, những tháng đó nhiều khi người ta không mướn được luôn. Nếu như mình muốn mướn căn nhà để mình có cái khoảng thời gian vui chơi cùng gia đình, tự do ăn uống, rồi thì lấy tàu rồi đi vòng vòng á, thì nếu mình muốn cái sự riêng tư như vậy thì người ta buộc phải giống như có kế hoạch trước hết cho chuyến đi của mình. Nên Quỳnh Anh mong rằng mọi người hãy ủng hộ kênh của Quỳnh Anh và đón xem video tiếp theo vào video cho chuyến đi của Quỳnh Anh vào tháng 8 nhé. Quỳnh Anh cảm ơn mọi người và mong rằng video của Quỳnh Anh có thể cho mọi người hiểu thêm một sơ qua cuộc sống ở bên Mỹ như thế nào thôi. Quỳnh Anh chúc mọi người sẽ vượt qua mùa dịch Covid này, và chúc mọi người sẽ có dồi dào sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé.